kính thưa quý vị Macy's bắt đầu chuẩn bị để đón khách mùa Giáng sinh. Tính từ New York vào tối hôm thứ năm vừa qua, cửa hàng flagship của Macy's ở New York đã công bố chủ đề trang trí cho mùa lễ Giáng sinh của năm nay, một chương trình nổi tiếng và thu hút được rất nhiều sự chú ý của người xem hàng năm. Chủ đề trang trí của năm nay là một cuộc hành trình tưởng tượng của các ngôi sao. Công tác của hệ thống ánh sáng đã được giao cho những đứa trẻ đang mắc bệnh nan y được đưa đến tham quan của cửa hàng cùng tổ chức Make-A-Wish Foundation. Người dân Hoa Kỳ sẽ bắt đầu điên cuồng. Người dân Hoa Kỳ sẽ bắt đầu điên cuồng mua sắm vào cuối tháng 11 và trước thềm lễ Giáng sinh vào năm, vào tháng 12. Hầu hết các nhà bán lẻ của Hoa Kỳ đều báo cáo về doanh số mạnh mẽ trong tháng 10, một dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng trong nước hiện đang chi tiêu mạnh tay hơn và giúp nền kinh tế giữ vững được tốc độ tăng trưởng theo một số dữ liệu vào hôm thứ sáu cho thấy niềm tin của người tiêu dùng hiện đã tăng lên mức cao bảy năm trong tháng này một dấu hiệu tích cực khác cho triển vọng chi tiêu khi mà hoa kỳ đang gần bước vào thời gian mua sắm truyền thống thời điểm chiếm tỷ lệ rất lớn trong doanh thu bán lẻ hàng năm